Thu Thí Thần. Thanh Huyền và nhạc sĩ Thanh Huyền. Tại vì Thanh Huyền. Rồi, bây giờ mình hát thử điệu sô nha. Hồi nãy mỗi lần mình sẽ chọc vô chương trình đánh được thì mừng quá đồ sexy mama. Nhưng Mỹ thì nó có những cái câu mà nó làm cho cái du nhậm Việt. Thank you.
keep in your long, long, beautiful hair. Còn mãi đây, của người đẹp áo tím ngày nay. Mười mấy năm xưa bỏ tôi là tổng nam trường, em tan trường về trường tan em đẹp nữ ca sĩ thân vui vui. Vì vậy thì những cái kỷ niệm cũ mà làm người ta nhớ nhau là những cái nhạc phẩm này. Thưa quý vị, trong văn học hay bất cứ văn chương hay là nhạc phẩm gì, người ta nói lên yêu nhau là một cái ái dục, nó làm cho con người đến với nhau rồi đau khổ. Nếu mà muốn bỏ được cái sự đau khổ thì mình nghĩ duyên của người này nói tiếp duyên của người khác, chứ không phải là mình có muốn đi nữa mà người đó không muốn thì cũng không ở với nhau được. Ý lỡ ý trời. Giờ thầy có mặt dây đi nữa mà theo chị Thủy của các em, mà chị Thủy chỉ say no một cái là suốt đời cũng không gặp nhau. Nhưng mà khi mà mình trong tình thương rồi đó quý vị, thầy thấy vợ thầy hiểu ra được chuyện đó đó. Bây giờ có 100 người đứng xếp hàng thì em cũng không. Bây giờ không phải 100 người đâu quý vị. Bây giờ cổ có 600.000 người. Mà từ khi lắc lên cái Facebook quý vị thấy là 1.250 video mà nói về chị Thu Thủy của các em, là nữ ca sĩ Khánh Thu Thủy đó. Mới biết, trời ơi, bà có một fan riêng. Fan mà đến nỗi mà tướng tá mà trong quân đội của Mỹ, rồi mấy em nhỏ nhỏ mà 20-30 tuổi vô kết bạn. Thầy nghĩ đó là cũng là tốt cho cái người nghệ sĩ, họ có một cái số lượng khán giả riêng. Mà bây giờ không những ngày xưa lên với chị Thu Thủy là ca sĩ Khánh Thu Thủy đó quý vị, chỉ có 200-300 người bên Facebook, và thầy nói thôi ráng cố gắng tập dượt thêm chút xíu. Người ta nhìn em qua đánh trống chứ người ta không nhìn em hát. Nhưng mà muốn hát á, là mỗi ngày, tại bên Việt Nam người ta hát là thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Còn đây mình đi làm việc một tuần có một ngày, nhưng mà hát giờ là đỡ lắm đó quý vị. Chứ ngày xưa mà hát trong ca đoàn là đứng mở cái phone lên mà không biết. Quý vị thấy cái phần đầu là lạc lạc phải không, là không vô đúng tông. Mà khi mà vô đúng tông rồi là tỉnh ra mới biết là do cái sự tập dượt, cũng như đánh trống đó quý vị. Lên trống là chỉ liền mà apply liền mà cổ còn đánh được. Thì đối với cuộc đời của mình, có những lúc mình mỏi chân mòn gót rồi, mình mới nghĩ là thôi, ta biết ta đã già, đời đã phụ ta, nhưng mà thực sự Phật trời không bao giờ phụ quý vị hết. Nếu quý vị cố gắng thì cái duyên, cái nợ mà sống nhau phải trân trọng với quý nhau, đừng để mất nhau rồi đó. Ngày xưa tôi lấy ông đó, ngày xưa tôi lấy bà đó, chỉ là một cái kỷ niệm xưa. Nhưng mình mất nhau là tại vì mình không biết giữ cái người đó. Rồi mình đổi thừa cái người phối nổ của mình. Tôi lúc mà tôi lấy ông đó đó, ông hết tiền rồi, ông hết tình với tôi, không phải quý vị. Quý vị là người trong cuộc, quý vị biết rõ ràng đó, đó. Người nào phụ người nào, người nào mà không biết trân quý người nào, lúc mà ta đi lấy chồng vợ khác đó, kỳ vậy. Bây giờ sao bả giàu dữ gì, ổng giàu dữ gì? Phụ bà thì bị nhân quả thôi, chứ không phải là không ai muốn làm chuyện đó hết á. Tại do chính mình. Khi mình làm lỗi thì đừng đổ lỗi cho người. Chúa Phật đã từng nói là gì? Lỗi tại ta mỗi đàn. Đừng bao giờ đổ lỗi tại vì ảnh đó, tại vì cổ đó, không có đâu quý vị. Do chính mình sống trong cái địa ngục quý vị rồi ấy nha. Và thầy cảm ơn quý vị. Hồi nãy có lên 14, 15 mà lúc chương trình cuối bây giờ trực tiếp nó đã điểm là 2 tiếng, hay là phải còn nghỉ nữa. Rồi thầy còn đưa con của thầy đi học nha. Thầy cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn thưởng thức tiếng hát của vợ thầy, tiếng đánh trống
của cô Bảy cũng là góp một cái phần trong nền âm nhạc. Bởi vì ngày xưa họ đẩy thầy ra những cái hội trống bên Việt Nam, không biết mấy em sao post á. Rồi bây giờ một ngày sinh vô 99 người.